Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay đầu tiên hết là phần tin hoa kỳ phía Hoa Kỳ loan báo hai binh sĩ hải quân à, thuộc và đơn vị người nhái đã bị thiệt mạng sau khi mà họ đã tìm được thân hại thi, thi hài của hai người này sau 10 ngày tìm cách cứu được à, hai binh sĩ Hoa Kỳ đã bị lạc ở trong cái bờ biển của vùng Vịnh Ả Rập trước đây à, trong cái việc mà đối đối phó với cuộc tấn công của nhóm hồi giáo Hồi thì thì hai binh sĩ người nhái này đã được loan báo là đã thiệt mạng theo tường trình của giới chức quân sự Hoa Kỳ đưa ra vào ngày chủ nhật trong bản statement, thì trung tâm chỉ huy của Hoa Kỳ cho biết là việc lục kiếm này đã có sự thay đổi sau khi có những cái nỗ lực à, à, để mà tìm kiếm và tên của hai binh sĩ hải quân và thuộc đơn vị người nhái này vẫn chưa được công bố à, ngoài trừ việc họ đã thông báo cho gia đình biết và tàu của Hoa Kỳ à, cũng như Nhật Bản ở tại đây vẫn tiếp tục tìm kiếm với khoảng 21.000 square mile tức là 21.000 dặm vuông trong cái vị trí này giới chức quân sự cho biết và họ nói rằng là hiện nay thì cái đơn vị đặc trách về vấn đề tìm kiếm các cái binh sĩ hoa kỳ cũng như là đơn vị đặc trách về vấn đề vệ binh quốc gia và kể cả lực lượng tuần duyên của hoa kỳ ở khu vực này đã phối hợp để tìm kiếm thì cái sự mất tích của hai binh sĩ này hai binh sĩ này đã bị rớt xuống biển và đã bị mất tích trong lúc mà họ rượt đuổi một chiếc tàu buôn vũ khí lậu tình nghi là của Iran à, cung cấp cho nhóm hồi giáo Houthi từ ngày 11 tây và những chiếc tàu này đã không hề treo tàu à, treo cờ và trong đó là họ có rất nhiều những loại vũ khí để mà cung cấp cho nhóm hồi giáo Houthi tại Yemen và các viên chức cho biết là trong lúc rượt đuổi thì hai binh sĩ này đã bị rơi xuống biển và đã bị mất tích cho tới giờ phút này. Và hiện nay thì phía giới chức quân sự Hoa Kỳ xác nhận là hai binh sĩ này đã thiệt mạng và họ rớt từ cái chiếc tàu gọi là USS Lewis Puller được xem là một chiếc tàu à, nhẹ ở trên biển và trong lúc mà họ rượt đuổi tất cả những cái à, À, chiếc tàu của Iran và có sự hỗ trợ của phía trực thăng của Hoa Kỳ. Đây được xem là một bản báo cáo mới nhất từ hãng thông tấn AP đưa ra. Và hiện nay thì à, họ cho biết là họ đã thông báo cho gia đình của hai binh sĩ biết. Tuy nhiên thì à, họ vẫn chưa cho biết tên tuổi của hai binh sĩ thuộc đơn vị người nhái này. Và chiếc tàu này đang có, à, đã, đã bắt giữ được ít nhất là một cái chiếc tàu chở vũ khí với tổng cộng là 14 thủy thủ trên chiếc tàu này chở những vũ khí lậu từ khu vực của Iran cung cấp cho nhóm Hồi giáo Houthi. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay, bản tin được xem là khá chú ý là Hunter Biden, con trai của ông Joe Biden đã có quan hệ với ít nhất là 20 thành viên nằm trong tòa Bạch Ốc và giới chức nằm trong chính quyền của Joe Biden Trước khi mà họ được bổ nhiệm các chức vị, đây được xem là bản báo cáo mới nhất từ phía của đài truyền hình Fox News đưa ra là 20 viên chức và cựu viên chức của chính quyền Obama cũng như chính quyền hiện tại của Joe Biden, trước đây đã từng có mối quan hệ rất sâu đậm với lại Hunter Biden trước khi mà họ được bổ nhiệm vào các vai trò quan trọng ở trong cái uh chính quyền này đầu tiên hết là nhân vật có tên là Keith Berenfield à, vốn là cựu à, viên chức đặc trách giám đốc về à, truyền thông của tòa bạch ốc người đã rời khỏi à, cái vai trò này vào năm ngoái sau khi mà vẫn tiếp tục lên tiếng bảo vệ cho chính quyền của Joe Biden và ông này đã gặp gỡ với lại Hunter Biden từ năm 2016 theo tường trình của à, phía đài truyền hình Fox cho biết và trong đó ông này đã, đã được à, gặp gỡ với lại à, nhân vật à, một giáo sư trường luật có tên là Goldstein À, Joe and Goldstein và họ đã tiết lộ cái mối quan hệ này và trong cái email gửi ra từ năm 2015 à, và được nhìn thấy bởi hãng thông tấn Bloomberg thì Hunter Biden đã yêu cầu cái công ty luật của ông à, nhân vật gọi là Keith Benefield à, để mà hỗ trợ cho anh ta trong những vấn đề về pháp lý và sau đó thì là cái mối quan hệ này đã dẫn tới việc mà ông à, Keith à, Benefield đã chính thức trở thành một trong những nhân vật giám đốc về truyền thông của Joe Biden. Người thứ hai là John Nevargo. John Nevergo vốn là một giám đốc điều hành về thương mại à, từ năm 2022 đã uh, phục vụ trong vai trò là cố vấn đặc trách về hội đồng à, làm ăn tức là thương mại ở tại à, Châu Phi và ông này trước đây là là một à, cố vấn cao cấp của cái công ty của Hunter Biden là Roseman Seneca vốn là một nhà chiến lược của Hunter Biden trong việc mà thảo luận với tất cả những cái mối làm ăn ở tại phía Tây Phi trong nhiều năm và ông ta được bổ nhiệm sau khi mà ông ta có những mối quan hệ với Hunter Biden. Người thứ ba được nhắc tới là Michael Hosman Michael Hochman là một phụ tá của tòa bạch ốc và đã giúp với rất nhiều những vị, vị trí ở trong cái chính quyền của Joe Brand, bao gồm luôn làm phó động lý văn phòng của uh, à, và trước đó đã có ít nhất là hai thập niên có một cái công ty luật ở Delaware và trong đó đã có rất nhiều thành lập tất cả những cái công ty dành cho Hunter Biden. Khi mà Hunter Biden thành lập tất cả những công ty thì thông qua cái văn phòng luật này của Michael Hochman và Michael à, từ tháng Giêng năm 2021 cho tới tháng 6 năm 2022 thì Hosman đã được phục vụ trong vai trò là phó động lý văn phòng của tòa Bạch ốc à, và đặc biệt là à, phụ trách luôn thời gian gần đây là cái văn phòng đặc trách về à, không gian mạng của quốc gia. À, đây là một trong những nhân vật có quan hệ với Hunter Berlin trong vòng 2 thập niên qua. Người kế tiếp được nhắc tới là ông John Kerry. À, 6 tháng trước khi mà Hunter Ren và một đối tác lâu đời của ông ta là Devon Asher đã trở thành thành viên của công ty Burisma về năng lượng ở Ukraine năm 2014 một cái email cho thấy rằng là hai bên đã gặp gỡ với lại ngoại trưởng của Hoa Kỳ thời điểm đó là John Kerry và loan báo trong cái tháng đó là ông ta sẽ rời khỏi cái chính quyền của Joe Biden và trong vai trò là cố vấn trong cái chiến dịch tranh cử của Joe Biden và nói với lại Bộ Ngoại giao và các viên chức là Kerry và Hunter Biden có mối quan hệ rất mật thiết Hunter Biden đã từng yêu cầu Kerry nói chuyện với lại ở trường đại học Georgetown University với các sinh viên từ ngày tháng 3 năm 2014. Và đây là một trong những nhân vật đã có quan hệ mật thiết với lại phía của ông Hunter Biden trước khi được bổ nhiệm làm đặc sứ môi trường của Joe Biden. Nhân vật kế tiếp được xem là có quan hệ với lại Joe Biden chính là Jack Sullivan, hiện nay là cố vấn an ninh quốc gia của Hunter, của ông Joe Biden. Cố vấn các an ninh quốc gia của Joe Biden hiện nay là ông James Sullivan là có quan hệ với lại ông Hunter Biden và trong đó thì họ đã làm việc chung một số dự án trước khi mà ông này trở thành tham gia vào cái chiến dịch tranh cử của Joe Biden năm 2020. Hunter Biden đã phục vụ trong một cái vai trò là hội đồng quản trị của một cái tổ chức có tên gọi là Truman National Security Project. Đây là một cái tổ chức chiến lược mà hoạch định về chiến lược và trong đó thì Sullivan đã làm việc trong vai trò này ở từ năm 2017 cho tới năm 2019 và trong thời điểm đó thì Hunter Biden là cái người gọi là thành viên hội đồng quản trị của công ty Burisma của Ukraine và đồng thời đã là đối tác của một công ty về quỹ đầu tư của Trung Quốc có tên gọi là BSR Partner và các nhà điều tra liên bang cho thấy rằng là các mối quan hệ của Hunter Biden đã bắt đầu từ năm 2018 và Sullivan đã bị cáo buộc là uh, trước đây bởi một cựu uh, viên chức của tòa Bạch Ốc là Mike McCormick khi mà ông ta đã có âm mưu che đậy và nhận được những cái tiền phản hồi từ phía của Ukraine cho gia đình của Joe Biden lúc mà Joe Biden còn là phó tổng thống người kế tiếp mà được mô tả là có quan hệ với Hunter Biden trước khi mà được bổ nhiệm đó là Jeff Zients được xem là động lý văn phòng hiện nay của tòa bạch ốc người đã dẫn đầu cái uh, chính sách đối đối phó với đại dịch năm 2021 uh, là và năm 2022 và đã gặp gỡ với Hinterben từ uh, rất nhiều lần từ năm 2016 theo những cái email và những cái uh, lịch viếng thăm tòa Bạch ốc của ông này đưa ra và Zayn đã được xem là gặp gỡ với Hunter Biden vào tháng 2 năm 2016 và trong đó thì cùng với lại tháng 5 năm 2016 chỉ vài tháng trước khi mà ông Joe Biden lúc đó là phó tổng thống chuẩn bị rời khỏi tòa Bạch Ốc. Đây được xem là một trong những cái bản báo cáo về mối quan hệ của Hunter Biden với lại các viên chức nằm và cựu viên chức nằm trong chính quyền của Joe Biden. Họ được bổ nhiệm sau khi mà họ có mối quan hệ với lại ông Hunter Biden. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, phía của Hạ Viện báo cáo là cái quỹ ban ngày 6 tây tháng 1 đã xóa ít nhất là 100 cái tập tài liệu trước khi mà đảng Cộng Hòa nắm lại quyền đa số. Bản tin mới nhất từ đài truyền hình Fox News cho biết là cựu... À, chờ viên chức các cựu dơ nhân thành viên của cái ủy ban ngày 6 tây tháng 1 đã xóa trên 100 cái hồ sơ mà họ đã điều tra chỉ vài ngày trước khi mà đảng cộng hòa chiếm lại quyền đa số tại hạ viện theo tường trình của đài Fox News Digital cho biết và trong đó thì chủ tịch ủy ban giám sát về chính quyền của liên bang đã dẫn đầu cuộc điều tra này từ ngày 6 tây tháng 1 năm 2021 trong đó người chủ tịch là Barry Loddemill của Đảng Cộng hòa tại Georgia và trong đó ủy ban này cho biết họ đã điều tra tất cả những cái thất thất bại của à, thành của cái cơ quan về quản lý về an ninh vào ngày hôm đó và có những cái hành động mà được xem là từ các cái cựu thành viên của cái ủy ban điều tra ngày 6 tây tháng 1 và Lord Devil vào tuần trước đã nói với đài truyền hình Fox News cuộc điều tra của ông đã bước vào một cái giai đoạn mới trong đó là đã được sự ủng hộ của ông Mike Johnson là chủ tịch của hạ viện người đã cam kết là sẽ có thêm những cái quyền lực cho cái ủy ban điều tra này và nguồn tin từ ông Lord Ludaville cho thấy rằng là khi mà Đảng Cộng hòa nắm lại quyền đa đa số và ông từng là cờ, cựu thành viên của cái ủy ban tiểu ủy ban được chọn bởi dân biểu Bernie Thompson là người là chủ tịch của ủy ban ngày 6 tới tháng 1 đã yêu cầu là chuyển tất cả những tập tài liệu từ cái cuộc điều tra và trong đó thì khi mà đảng cộng hòa nắm lại cái, cái quyền đa số này thì họ cáo buộc là đa những cái những người này đã cố tình tìm cách xóa bỏ và tất cả những cái tập tài liệu và đài truyền hình Fox News đã cho biết là Rod cái quỹ ban của ông đã mới thuê mướn một toán làm việc về điện tử và tìm cách phục hồi tất cả những cái hạt drive và những cái uh, dữ liệu mà họ chưa được bao giờ được giao giao lại từ cái quỹ ban ngày 6 tây tháng 1 và cái toán làm việc này cho biết họ đã phục hồi ít nhất là 117 cái hồ sơ đã bị xóa đi. Và trong đó gần như là đã bị xóa từ ngày 1 tây tháng 1 năm 2023. Tức là chỉ vài ngày trước khi mà cái quỹ ban của ông ta bị giải tán và có một cái quỹ ban mới ở trong quốc hội sau khi đảng Cộng Hòa kiểm soát lại toàn bộ cái quyền đa số ở tại Hạ viện Hoa Kỳ và 117 cái hồ sơ bị xóa này. Bây giờ ông Ludovic cho biết là ông đang đòi hỏi sự trả lời và cái password tức là cái mật mã để mà xem tất cả những cái tài liệu này. Đây được xem là một trong những phát hiện mới nhất cho thấy cái tình trạng mà cái quỹ ban ngày 6 tây tháng 1 đã cố tình xóa tất cả hơn 100 cái tài liệu quan trọng trước khi đảng Cộng hòa nắm lại quyền đa số vào tháng Giêng năm 2023. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và dường như toàn bộ giới truyền thông Hoa Kỳ ngày hôm nay đều tập trung vào cái cuộc bầu cử sơ bộ ở tại địa tử bang New Hampshire vào ngày mai mà trong đó. Đầu tiên hết là tình trạng mà ông Ron DeSantis đã tuyên bố rút lui ra khỏi cuộc tranh cử tổng thống năm 2024 và thay vào đó ông đã chính thức endorse ông Trump. Bản tin mới nhất cho biết thì Thống đốc của tiểu bang Florida là ông Ron DeSantis đã chấm dứt chiến dịch tranh cử của ông để giành sự đề cử của Đảng Cộng Hòa ra tranh cử tổng thống năm 2024 vào ngày hôm qua Chủ nhật và ngay sau đó ông đã quăng hết mình và tuyên bố sẽ endorse cho cựu tổng thống Trump. Trên đoạn video uh, bỏ trên trang uh, Platform X, ông DeSantis cho biết là cái... Uh, cuộc tranh cử này thì cái ông đã không thấy được cái con đường ánh sáng để chiến thắng và do đó ông đã ngưng lại tất cả các chiến dịch tranh cử và sau khi rút lui khỏi chiến dịch tranh cử thì ông nói rằng có vẻ như rất rõ ràng đối với tôi là đa số các cử tri của đảng hòa trong cuộc bầu cử sơ bộ mong muốn cho Donald Trump một cái cơ hội kế tiếp và do đó tôi nghĩ rằng là tôi nên là chiều ý của các cử tri và tôi sẵn sàng sẽ ủng hộ cho ông trump và tôi endorsement cho ông trump và chúng ta không thể quay trở lại với lại những cái ngày hôm qua của đảng cộng hòa và bây giờ chúng tôi đã chính thức ủng hộ cho ông Trump và tôi hy vọng là Nikki Haley sẽ nhận được cái thông điệp này. Ngay sau đó thì bà Nikki Haley cho biết là bà đã khen ông Ron DeSantis là một thống đốc tốt và bà hy vọng ông vẫn làm tốt. Tuy nhiên thì hiện nay bà là đối thủ duy nhất còn lại của ông Trump trong cuộc bầu cử này và bà vẫn nói rằng bà tiếp tục đi theo con đường này. Trong khi đó thì cựu tổng thống Trump đã cảm ơn cái lời endorse của ông Ron DeSantis và Tổng thống nói rằng là đây là một trong những cái bước mà đoàn kết đảng Cộng Hòa để có thể đánh bại ông Joe Biden. Cùng một lượt thì ông Trump lên tiếng và nói rằng ông sẽ không kêu gọi bà Nikki Haley rút khỏi cuộc đua. Nhưng tuy nhiên ông nhấn mạnh là bà sẽ nên rút khỏi cuộc đua cựu tổng thống Trump phát biểu trên đài truyền hình vào ngày Chủ nhật là ông sẽ không bao giờ kêu gọi ứng cử viên nào rút lui ra khỏi cuộc bầu cử. Tuy nhiên, thì uh, riêng bà thống đốc của tiểu bang South Carolina, cựu thống đốc của tiểu bang South Carolina là bà Nikki Haley nên rút lui. Đây là lời phát biểu của ông Trump chỉ ra cho thấy cái nguồn tin về uh, các cuộc thăm dò ở tiểu bang sản xuất đá granite nổi tiếng thì uh, ông trump đã lên tiếng à, khi mà được hỏi là ông có nên kêu bà holly rút lui hay không thì vị cựu tổng thống trả lời à, tôi chưa bao giờ kêu gọi điều này và tuy nhiên bà ta nên rút lui và có thể bà ta sẽ à, rút lui sau ngày thứ ba chúng ta sẽ xem có chuyện gì xảy ra và theo tường trình của five x à, cho thấy mức à, thăm dò mới nhất vào ngày Chủ nhật thì ông Trump đang được chấp thuận bởi 49.8% so với bà Nikki Haley là 36.1% và vì cựu tổng thống này trong cuộc phỏng vấn nói rằng bà ông chưa bao giờ kêu gọi một ai rút lui cả và họ rút lui là do cái quyết định của riêng họ và hiện nay thì uh, ngày mai thì tiểu bang New Hampshire sẽ có cuộc cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên ở tại tiểu bang này đó là bản tin liên quan tới tình hình của ông Trump ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của ông Trump ngày hôm nay, ông tuyên bố là người đứng chung liên danh với ông là một người có tiềm năng trở thành tổng thống và cũng không gây bất ngờ cho mọi người. tuy nhiên, ông lại không tiết lộ ai là người sẽ đứng chung liên danh với ông. cựu tổng thống Trump cho biết vào ngày chủ nhật là ông muốn chọn một người đứng chung liên danh với ông và người này trong tương lai sẽ là một tổng thống của Hoa Kỳ. điều quan trọng nhất là phải có một cái uh, trình độ phẩm chất cao và điều quan trọng nhất là họ cần phải uh, làm việc với tôi bởi vì sau đó họ sẽ trở thành một tổng thống và bởi vì cái mục tiêu này 95% tôi nghĩ rằng à cái người này phải là người số 1 và quý vị muốn chắc chắn rằng quý vị chọn ai đó thì nó cần thiết nhất không phải là cho vai trò phó tổng thống mà sẽ là một tổng thống tuyệt vời trong tương lai và chính trị. Quý vị muốn ai có thể phù hợp với quý vị và ông đã lên tiếng cho biết như trên. Tuy nhiên, ông lại không tiết lộ ai sẽ là người làm phó tổng thống tức là đứng chung liên danh với ông bởi vì ông nói rằng người này sẽ là cái người tiếp tục ra tranh cử tổng thống và cần có một cái uh, trình độ cần có một cái uh, phẩm chất cao và cần có một cái uh, thúc đẩy mạnh mẽ hơn và ông chỉ tiết lộ tới mức này và không cho biết ai là cái người mà ông để ông sẽ đề cử và ông nói rằng người này sẽ không gây bất ngờ cho tất cả mọi giới đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới cựu tổng thống Trump ngày hôm nay chủ tịch người đứng đầu của cái gọi là House Freedom Caucus là dân biểu Bob Good đã chính thức endorse cho ông Trump. Bản tin mới nhất cho biết thì dân biểu Bob Good của Đảng Cộng hòa tại Virginia là chủ tịch của cái ủy ban đặt à, cái không phải ủy ban mà chủ tịch của cái nhóm gọi là House Freedom Caucus, một nhóm cứng rắn bảo thủ của Đảng Cộng hòa đã chính thức endorse cựu tổng thống Trump trong cuộc bầu cử năm 2024 ông Good trước đó đã endorse cho ông Ron DeSantis. Tuy nhiên thì bây giờ Ron DeSantis đã rút lui ra khỏi cuộc tranh cử vào hôm Chủ nhật vừa qua. Và tôi cung cấp cho tôi hoàn toàn sẽ endorse cho Donald Trump trở thành vị tổng thống 47 của Hoa Kỳ. Ông Bob, ông Bob Good đã bỏ trên trang Platform X. Tổng thống Trump là một ông tổng thống tuyệt vời trong cái trong cuộc đời của tôi và chúng ta cần ông quay trở lại với những chính sách để có thể giúp cho những người dân làm việc siêng năng tại Hoa Kỳ chúng ta cần tổng thống Trump cứu biên giới của chúng ta, tăng cường sức mạnh quân sự của chúng ta và tái thành lập lại cái việc thống trị về năng lượng của chúng ta cũng như là nền kinh tế của chúng ta. Tôi à, cam kết là sẽ làm tất cả mọi thứ để giúp cho ông được tái tranh cử và chiến thắng ghế tổng thống và tôi kêu gọi tất cả đảng cộng hòa, những cử tri độc lập và dân chủ những người nào yêu đất nước Hoa Kỳ và lo ngại về cái tình trạng gần đây thì nên cùng với tôi support ủng hộ cho Donald Trump vào tuần trước thì ông Good đã nói với các thông tin viên là ông à, ý định có ý định là à, endorse ông Ron DeSantis tuy nhiên ông cũng không loại trừ việc ủng hộ cho ông Trump tôi không có chống lại tổng thống Trump tôi rất thích tổng thống Trump tôi nghĩ tôi chỉ nghĩ rằng là chúng ta cần 8 năm do đó tại sao tôi phải endorse cho ông Ron DeSantis vì ông quan niệm rằng ông Trump mà có thắng đi nữa thì cũng chỉ được 4 năm thôi ông cần một tổng thống cộng hòa 8 năm do đó ông mới endorse ông Ron DeSantis nhưng ngay sau khi Ron DeSantis rút lui thì bây giờ ông tuyên bố là ủng hộ cho ông Trump. Đó là bản tin liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và bên cạnh đó thì nữ dân biểu nổi tiếng Nancy Mace cũng lên tiếng và nói rằng ủng hộ cho cựu tổng thống Donald Trump. Cựu tổng thống Donald Trump lại có thêm một người khác từng endorse cho bà Nikki Haley ở tại tiểu bang South Carolina. Đó là nữ dân biểu Nancy Mace đã hậu thuẫn cho cựu tổng thống Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ bà Mace đã đứng ngoài cái cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống năm 2024 à, ít nhất là À, hai người, ta là bà bà Nikki Haley là cựu thống đốc của tiểu bang South Carolina và thường nghị sĩ Tim Scott bởi vì bà Mace vốn là một dân, dân cử ở tại tiểu bang này và trong ngày thứ hai, một ngày trước khi có cuộc bầu cử tại New Hampshire thì bà Mace đã nói với hãng thông tấn AP là bà hậu thuẫn cho ông Trump hơn bà Nikki Haley người đã sống chung một cái uh, district ở trong cái quận của bà và ủng hộ cho uh, cuộc bầu cử năm 2022 của bà để mà chống lại những cái người mà gọi là đã được ông trump ủng hộ tôi không nhìn thấy một cái ứng cử viên nào gọi là tuyệt hảo tuy nhiên cho tới giờ phút này tôi có thể nói rằng là tôi đứng ngoài và bây giờ đã tới lúc chúng ta cần phải đoàn kết để đứng sau người được hỗ trợ và đây được xem là một trong cái chi tiết quan trọng bởi vì trước đây thì ông trump đã cho người ra tranh cử với lại bà nesimet và là một đối thủ đáng gầm của bà và sau đó bà đã duyệt xét tới việc là chưa biết bà ủng hộ cho ai tức là kể cả bà Nikki Haley là cựu thống đốc của tiểu bang South Carolina và ông Tim Scott là thương nghị sĩ của tiểu bang South Carolina. Tuy nhiên thì bà đã không ủng hộ bởi vì um, bà đã đứng ngoài, bởi vì bà là dân biểu mà đại diện cho tiểu bang này luôn. Và bây giờ thì bà chính thức lên tiếng là bà hậu thuẫn và ủng hộ cho ông Trump trong cuộc uh, tái tranh cử của ông Trump. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của à, á châu ngày hôm nay đầu tiên hết là à, Úc tìm cách loại trừ cái gọi là Golden Ticket Visa dành cho những giới giàu có tại Trung Quốc. Bản tin từ nước Úc cho biết thì chính quyền của Úc đã xóa bỏ một cái chương trình mà họ gọi là Golden Visa, vốn là dành cho những nhà giới giàu có ở Trung Quốc có quyền tái định cư tại nước Úc trong cái hệ thống di trú. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với lại NCA Newswire vào ngày 22 tây tháng 1 thì à chủ tịch xin lỗi quý vị bộ trưởng đặc trách về nội địa của nước úc là claire O'Neill đã bắt đầu và chuẩn bị ngưng lại tất cả những cái đơn xin chiếu kháng dành cho cái giới giàu có ở Úc có quyền tại định cư nếu như mà họ đầu tư khoảng 5 triệu Úc Kim vào quốc gia này. Và vị bộ trưởng này cho biết thông qua cái chương trình cấp chiếu kháng được gọi tên là Golden Ticket tức là một tấm vé vàng à, và được đặt với biệt danh bởi giới truyền thông. Nó trở thành một cái hệ, nó làm cho cái hệ thống di trú của Trung của Úc đã bị đổ vỡ và Úc cần phải điều chỉnh tất cả cái hệ thống di trú này. Đây được xem là một trong những cái chương trình

mà hầu hết những giới giàu có tại Trung Quốc đã tìm cách có được cái quyền định cư tại nước Úc sau khi mà họ có một cái số tiền đầu tư lên tới 5 triệu Úc Kim theo cái chương trình trước đây. Và bây giờ thì bà O'Neill cho biết là cái chương trình này đã dẫn tới một cái tình trạng gọi là gây đổ vỡ trong cái hệ thống quản trị về di trú của nước Úc. Và do đó bà ra định là ngưng lại toàn bộ cái chương trình này để bắt đầu điều chỉnh lại tất cả những cái lỗ hổng mà khiến cho nhiều người đã lợi dụng cái lỗ hổng này và được tái định cư tại nước Úc cách hợp pháp mặc dù rằng số tiền đầu tư của họ đã không đủ giống như là cái quy định và họ đã tìm cách lách né những cái quy định này đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc và của Úc ngày hôm nay cùng một lượt thì Trung Quốc ngày hôm nay đã cho tung ra một cái tập truyện tranh và trong đó đã mô tả về một cái thuyết âm mưu mà trong đó là đe dọa tới cái khả năng khai thác về rare earth tức là tinh khoáng hỗn hợp Bản tin mới nhất cho biết thì cơ quan tình báo của Trung Quốc và người lãnh đạo cơ quan tình báo này đã bỏ trên mạng xã hội một cái câu chuyện vẽ bằng truyện tranh, trong đó có sự e ngại về những người ngoại quốc ác độc đang tìm cách khai thác một cách vô tội vạ trong cái vấn đề gọi là rare earth tức là tinh khoáng hỗn hợp tức là cái loại hợp chất khá quan trọng ngành trong ngành kỹ thuật và loại truyện tranh này đã được công bố vào ngày chủ nhật bởi bộ an ninh nội địa của Trung Quốc trên trang WeChat trong đó cho thấy là các giới chức an ninh đã phát hiện ra những cái hành động đáng nghi ngờ và những cái bản đồ của những nhóm người mà họ mô tả là những người ngoại quốc đang tìm kiếm khai thác cái rare ớt thông qua cái chương trình gọi là mua tài sản địa ốc và đất đai và không có một cái cơ quan chính quyền hay một cái nào liên quan tới được nêu danh trong cái tập truyện tranh này tuy nhiên thì họ cho biết đây là một trong những cái nhiều người, người ngoại quốc mà đã có hứng thú về cái tài sản về rare earth của trung quốc đây được xem là một trong những cái trò tung ra được xem là tuyên truyền mới nhất của cộng sản trung quốc cho thấy rằng là họ làm chủ tất cả rare earth trên toàn thế giới và gần như là câu chuyện tranh này mang tính chất tuyên truyền là Trung Quốc là cái nơi độc quyền và những cái rare earth này là có nguồn gốc từ ở tới lãnh thổ Trung Quốc và họ không nói rõ là cái rare earth này họ lấy từ những quốc gia khác đưa về Trung Quốc để sản xuất thành cái tinh khoáng hỗn hợp và trở thành một cái nguyên liệu cung cấp cho ngành kỹ thuật. Tuy nhiên tập truyện tranh này không nhắc tới chuyện đó mà chỉ nói đây là tài sản của Trung Quốc và đang đối phó với những người ngoại quốc đang âm mưu chiếm đoạt cái tài sản này của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay và cũng liên quan tới á châu ngày hôm nay hoa kỳ và đài loan đã bắt đầu có một cái thỏa thuận để mà nhằm có, có thể gọi là tăng thuế trong cái vấn đề thương mại giữa hai bên bản tin mới nhất từ Đại bắc cho biết thì cái tiến trình mà thảo luận về vấn đề thuế của Hoa Kỳ và của Đài Loan đang đã tiến dần tới một cái thỏa thuận theo tường trình của cái văn phòng đặc trách về kinh tế và văn hóa của Đài Loan ở tại à, Hoa Kỳ à, là người đứng đầu cái văn phòng này là Dennis Zenfeli đã cho biết vào đầu tháng này ông đi cho biết à, vào ngày 9 tây đã đạt được một cái thỏa thuận trong đó cung cấp cho giới thương mại của Hoa Đài Loan đầu tư vào Hoa Kỳ. Thông qua chương trình này sẽ được cắt giảm thuế và sẽ được loại trừ một số thuế khi mà họ đầu tư tại Hoa Kỳ. Và đồng thời ông cho biết là ông đang tìm cách ký một thỏa thuận song phương dưới cái là cái chương trình gọi là sáng kiến về hợp tác mậu dịch giữa Đài Loan và của Hoa Kỳ trong thế kỷ thứ 21. Và trong đó nhằm hỗ trợ cho giới thương nhân của Đài Loan tăng cường đầu tư tại Hoa Kỳ cũng như sẽ được giảm thuế trong một số những lĩnh vực quan trọng và ngược lại thì cũng kêu gọi và cũng ca thúc đẩy cái việc đầu tư từ Hoa Kỳ vào Đài Loan và được giảm thuế cũng như là được ưu đãi trong một số những cái kỹ nghệ được xem là quan trọng và cốt lõi của Đài Loan và của à, Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Văn Phong ngày hôm nay, đó là việc mà Cộng sản Việt Nam đã kết án chín người tội tử hình trong một cái đường dây buôn ma túy được mô tả là lớn nhất từ trước tới nay tuy nhiên báo chí việt nam lại không nhắc đến cái uh, vụ án này một tòa án tại việt nam vào ngày thứ hai đã kết án chín người về cái tội uh, bua, uh, can dự vào một cái âm mưu gọi là buôn ma túy lớn nhất ở tại uh, uh, việt nam đây là cái tự của hãng thông tấn reuters cho thấy việt nam kết án tù chín tháng chín người về cái tội liên quan tới ma ký và những người này đã bị phán cái tội là chịu trách nhiệm cho 105 kg của chất menta fentanyl và heroin từ Lào tới Việt Nam từ năm 2021 cho tới đầu năm 2022 và cái đường dây này theo tường trình cho biết, và phía Việt Nam nằm trong những quốc gia được xem là có thái độ à, mô tả là có thái độ cứng rắn với ma túy và chỉ cần và trên 100 gram ma túy, à, trong đó bao gồm cả fentanyl, à, cocaine hay là heroin hay là metafentamin đều có thể bị kết án tử hình và tình trạng này là cho biết là đã có tổng cộng từ à, à, tuy nhiên thì nó được mở rộng 41.400 nghi can đã bị bắt giữ à, trong tổng cộng 26.469 cái vụ án liên quan tới ma túy Tờ hồi năm ngoái gia tăng ít nhất là 36.000 à, và 24.000 trong năm 2022 theo dữ liệu của phía Cộng sản đưa ra và tình trạng buôn ma túy này được xem là khá lớn ở tại Việt Nam đó là bản tin liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay e ngại rằng sẽ có những cái trở uh, uh, ngại về cơn khủng hoảng kinh tế khi mà xuất cảng hàng không được thì uh một trong những nhân vật đại diện cho cái ngành nông nghiệp của Việt Nam đã đích thân bay qua Trung Quốc để năn nỉ và cuối cùng thì Tổng cục Hải quan của Trung Quốc đồng ý là sẽ hoàn thiện tất cả những cái hồ sơ trong cái nghị định thư mà họ nói rằng sẽ cho phép nhập cản tất cả những cái mặt hàng khai sát tự nhiên trong đó là tất cả những cái hải sản bao gồm luôn cả à, tôm hùm vào trong thị trường Trung Quốc. Đây được xem là chuyến đi vận động của một nhân vật tên là Trần Thanh Nam là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Đồng Thôn. Sau khi mà ông ta đã tới Trung Quốc ngày 22 tháng 1 và trong đó ông ta đã cố gắng năn nỉ phía Trung Quốc là mở rộng cái việc nhập cảng các mặt hàng nông hải sản của Việt Nam đặc biệt là những loại hải sản mà được mô tả là được nuôi dưỡng thiên nhiên đây được xem là một trong những cái chuyến đi vận động khá quan trọng trong lúc mà cộng sản Việt Nam đang bị trở ngại và có thể bị liên hiệp Âu Châu cấm cửa không nhập các mặt hàng nông hải sản vì cáo buộc là phía đánh bắt cá của Việt Nam đã có những cái hành động vi phạm vào các cái uh, quy tắc của cộng đồng quốc tế về việc bảo vệ cho những cái di sản trên biển. Đây được xem là chuyến đi vận động khá quan trọng để nhằm tránh để cho Việt Nam bị kẹt trong vấn đề xuất cảng và gần như Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu đang siết chặt tất cả các thị trường nông hải sản của Việt Nam và do đó họ tìm cách mở cái thị trường tại Trung Quốc và điều này đã dẫn tới uh, Ông Nam đã bay tới Trung Quốc để năng nỉ phía Trung Quốc mở rộng cái thị trường nhập cảng tất cả nông hải sản của Việt Nam. Đó là bản tin liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay tình trạng làm giả công văn làm giả bằng cấp và kể cả làm giả các cái chứng chỉ khác vẫn đang là một cái mối làm ăn được xem là bùng nổ tại việt nam và trong đó thì à, phía cộng sản việt nam đang tìm cách nỗ lực ngăn chặn điều này và bây giờ họ đang tìm cách phá vỡ một cái đường dây mà họ nói rằng làm giả những giấy tờ công chứng ở các địa phương và trở nên phức tạp tinh vi hơn đây được xem là một trong những cái uh, dịch vụ mà đang bùng nổ tại Việt Nam. Gần như Cộng sản Việt Nam đã áp đặt những cái luật lệ mà trong đó đòi hỏi những bằng cấp, những chứng chỉ và có những cái uh, chứng từ để có thể uh, thực hiện được những cái th, uh, gọi là thủ tục hành chánh của họ. Và điều này đã dẫn tới tình trạng là cán bộ đảng viên trong quần máy cai trị không có bằng cấp, không có chứng chỉ và họ đã tìm cách có được những cái chứng chỉ giả bằng cấp giả để nộp vào trong cái hồ sơ của họ để duy trì cái chức vị của họ và điều này đã dẫn tới một cái dịch vụ lớn và bây giờ không những là bằng cấp giả chứng chỉ giả mà bây giờ ngay cả công văn cũng là giả luôn và điều này đã dẫn tới việc mà công an cộng sản đang nỗ lực để phá vỡ các cái đường dây làm giả công văn của cái chế độ cai trị tại việt nam đó là bản tin liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay và đó cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.